Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy kính chào cô. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức. Đây là chương trình Mỗi Ngày Một Mẫu Chuyện Thiền. Hôm nay con kính kể đến cho chư vị nghe một mẫu chuyện với tựa đề là Có sinh tử luân hồi kiếp trước kiếp sau hay không. Rồi, bây giờ cô và mọi người lắng nghe. Trước khi câu chuyện được kể thì thầy hỏi cô, với như hiểu biết của một Phật tử thì cô nghĩ rằng có kiếp sau không? Nếu như mà để mình vô trong một cái ốc đảo chưa bao giờ được nghe, hiểu, đọc, tiếp thu những cái hiểu biết của con người, của nhà Phật, thì làm sao mình biết được có kiếp sau, kiếp trước không? Con nghĩ tức là tâm linh của mình nó sẽ hướng dẫn. Yes. Tức là một là mình tự biết, hai là mình đọc, mình nghe để mình biết. Và đọc nghe đó là mình tin chứ chưa biết. Yes, mình công nhận thôi chứ mình chưa thấy sự thật. Thì bây giờ nè, cũng có rất là nhiều người họ hỏi, bởi vì thực ra họ đâu có thấy ra biểu họ tin. Và những người đó họ có cái lý của họ để giải thích, như là chủ nghĩa duy vật chẳng hạn. Thì bây giờ nghe câu chuyện đây xong, mình coi thử cái nhận định của mình có ít nhiều thay đổi về cái việc kiếp trước kiếp sau. Ok, mọi chuyện được kể như thế này nè. Vị thiền sư đó tên là Trí Tạng, có một vị cư sĩ đến học đạo và hỏi: Bạch thầy, có thiên đường địa ngục hay không? Có. Có luân hồi kiếp trước kiếp sau hay không? Có. Có tam bảo Phật Pháp Tăng, có tội có phước hay không? Có. Một loạt những câu hỏi có không như vậy được vị thiền sư trả lời cho một câu có. Cư sĩ mới hơi khó chịu: Thầy có chắc là những câu trả lời này là đúng không? Sao? Sao mà ông nghi ngờ tôi? Ông mới đi hỏi ai đúng không? Dạ đúng rồi. Con hỏi một vị thiền sư khác. Ông hỏi ai? Dạ con hỏi ngài Cảnh Sơn, là vị thiền sư khác. Những vị thiền sư này sống vào khoảng thế kỷ thứ 8, thứ 9 của Trung Hoa ngày xưa và đời Đường. Ngài Cảnh Sơn nói gì với ông? Dạ ngài nói ngược lại hoàn toàn là không cho tất cả những câu hỏi của con. Dạ tôi hỏi ông nha, ông có vợ con không? Dạ có. Ngài Cảnh Sơn có vợ con không? Không. Vậy thì đúng rồi, ngài Cảnh Sơn không có vợ con, cho nên những cái gì ngài nói cho câu trả lời không cho những câu hỏi đó của ông á là chuẩn xác. Giờ mới chuyện dừng lại đó. Khi mà trong lòng chúng ta có một hạt bụi của tham sân thôi, ví dụ như hạt bụi nó dính vào mắt mình, thì cả cái thế gian mà được con mắt này nhìn bị cái hạt bụi đó làm phiền hết trơn. Khi trong lòng mình mà bất an về một điều nhỏ nhỏ gì đó thôi, thì hoa không còn tươi, bầu trời không còn rộng, lá không còn xanh, người không còn dễ thương, và cảnh vật trở nên u ám giống như là cái hạt bụi tham sân đó, một chút nhỏ trong mắt mình. Một ngón tay thôi nó có thể che cả bầu trời, nếu như nó muốn che, nó che mắt. Nó che cái tâm của mình lại, là toàn bộ mình thấy là mình thấy qua cái hạt bụi đó, chứ không phải mình thấy thực tại nó là. Như vậy có là có tự máy may, trong lòng của ông mà có một chút tham sân, tức là vợ con ông có, thì tham sẽ sinh ra, không được tham thì sân nó sẽ sinh ra. Như vậy là cả cái thế giới bên ngoài kia chẳng qua là biểu hiện như là kết quả của hạt giống, là cái nhân ở trong lòng tham sân của ông. Còn vị thiền sư kia ở trong lòng không còn tham, không còn sân nữa, thì địa ngục ở ngoài kia là địa ngục của ai chứ không phải là địa ngục của thiền sư đó. Nếu trong lòng của ông á mà còn có tham sân đó, thì ngoài kia thiên đường hay Tây Phương, thiên đường Tây Phương của ai chứ không phải của ông. Như vậy có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Cái bài học thứ hai mà chúng ta có thể rút ra câu chuyện á, là nếu những ai mà không tin vào nhân quả kiếp trước kiếp sau tái sinh luân hồi, là những người rơi vào hai trường hợp: một là mê, hai là ngộ. Người mê họ không có tin có kiếp sau là bởi vì họ đâu có thấy chết là trở thành một nấm mồ xanh và nấm cỏ rầu rầu với những hạt bụi bay bay, thấy gì nữa đâu. Và bởi vì họ sống với cái thân này nè, với cái cảm thọ của cái thân này dễ chịu hay khó chịu nè, và với nội dung bên trong cái thân này là một mớ cảm xúc suy nghĩ đó đó, họ nghĩ họ chỉ là bấy nhiêu thôi. Và khi họ nghĩ họ là cái thân này thì một là nam hay là nữ, thì nếu họ thấy họ nam thì họ phải tìm một nửa là nữ bên ngoài kia để đáp ứng qua cái thỏa mãn của thân xác, được gọi là sex, là tình dục. Và họ có cảm xúc của cái thân này thì họ muốn được ôm ấp cái cảm xúc đó, và họ tìm một người để ôm ấp thì được gọi là tình yêu.
Và họ có một mớ suy nghĩ, họ cần người để hiểu suy nghĩ của họ, thì được gọi là tri kỷ và tâm giao. Họ có một cái động lực ở bên trong là muốn trở nên một với tất cả vũ trụ này một cách không giới hạn. Nhưng cái động lực thì tốt, mà cái cách thức là lấy cái thân xác hữu hình của cái vật lý này, cái mà vốn hữu hạn, để trở thành vô hạn, cái đó là thất bại. Hai thân xác là nó trở thành một được. Dù anh có thể thành một trong 5-7 phút, nhưng rồi anh phải trở về thân xác. Rồi cảm thọ hai thân thể mà làm sao một được. Và suy nghĩ mỗi người mỗi khác làm sao mà thành một được. Vậy cho nên lấy cái cách thức trở thành một qua cái thân vật lý này là anh sẽ thất bại. Anh muốn trở thành vô tận mà anh đếm 1, 2, 3 qua cách thức anh sẽ đếm vĩnh viễn không bao giờ hết. Cho nên nhà Phật mới dạy là phản quan tự kỷ, quay về và lấy cái thân thọ tâm đó làm đối tượng để cho cái tánh biết của mình, giống như cái dao nó mài lên cái đối tượng lần đã mài đó, là anh trở về với con người chân thật của anh, cái vô tướng bên trong cái con người của mình. Tại cái đó là cách thức có thể làm được. Nếu như anh ngồi đây mà anh thấy anh là cái thân thể biệt lập với vũ trụ kia thì anh là một cái ốc đảo rất là đáng thương. Nhưng nếu anh vượt lên trên cái thân xác đó và anh thấy cái hơi anh hít vào là oxy, và cái hơi chiếc lá kia thở ra đó là oxy cho anh, cái hơi anh thở ra là CO2 và cái hơi chiếc lá hít vào là CO2, như vậy một nửa buồng phổi của anh là ở ngoài kia. Như vậy bằng cách vô tướng ta sẽ nhận ra ta không phải là cái thân thể biệt lập này. Nếu như chiếc lá ngừng thở, ta cũng ngừng thở. Nếu như ta nhìn qua vô tướng, con mắt của vô tướng, thì ta sẽ thấy được rằng mình được làm từ những thứ không phải mình. Trong đó có cả cái vũ trụ, thế gian này, đất, nước, gió, lửa, vật chất, phi vật chất. Chỉ có cả cái gen di truyền của ông bà, cha mẹ, có những tinh hoa của họ, cũng có những cái thất bại, vụn dại của họ, và cũng có cả những cái tâm linh mà truyền thông từ đời kiếp trước vô số của chư Phật cho đến kiếp này của chư Phật và chư Tổ, chư Thầy nếu mình là Phật tử. Vậy mình được làm từ những thứ màu nhiệm mà bằng mắt vô tướng mình mới thấy, mình phát hiện ra. Vậy ai phát hiện ra một cách tột cùng mình không phải là cái tôi biệt lập, mình vô ngã, thì người đó được gọi là ngộ đạo. Giống như vị tiền sư kia, ngài thấy ngài không phải là một cái tôi biệt lập, cho nên ngài thấy ngài chưa bao giờ sinh và tử, ngài thấy ngài chưa bao giờ đến và đi, cho nên ngài biết ngài nhiều hơn là cái thân này, cái cảm thọ và cái tâm này. Cho nên đối với ngài, kiếp sau có cũng như không. Cho nên ngài nói không, không có nghĩa là ngài phủ định có luân hồi sinh tử, có tội có phước, mà đối với ngài có cũng như không. Bởi vì có với ngài á, là cái thân, cái thọ, cái tâm này á, là, và cái nội dung của thân, thọ, tâm là nó tạo ra một cái dòng nghiệp nó dẫn đi. Nhưng mà ngài biết ngài có nhiều hơn, ngài biết ngài là ai rồi, con người chân thật của ngài nó nhiều hơn là cái đó. Ngay khi ngài đang có cái thân này, ngài đã biết ngài là cái thứ mà ở phía sau cái thân, cái thọ, cái tâm này. Ngay khi có cái thân này mà ngài đã biết ngài là ai rồi, thì có kiếp sau hay không có kiếp sau là cái chuyện kiếp sau đó của ba cái đứa này, cái thân, thọ, tâm này, chứ không phải con người chân thật của ngài. Như vậy là những cái bong bóng nước, dù nó đẹp cỡ nào, nhưng nếu nó biết nó đẹp hay nó xấu cỡ nào không quan trọng, nếu nó biết nó là nước. Bởi vì nếu nó có tan vỡ thì nó cũng về với nước. Dạ, khi mà mình ngồi đến một cái máy bay đi, một cái ghế đẳng cấp hay là một cái ghế thông thường, khi mình ngồi trên đó mình có cảm giác mình phân biệt như người ta, mình giàu có hơn. Nhưng khi máy bay dừng lại thì sao? Mình phải xuống. Mình lái một chiếc xe hai bên, mình đi trên đường. Ok, mình có thể đi với một cái dáng bảnh bao giàu có, nhưng mà đến cuối đường phải xuống xe. Nhưng nếu như mà trong khi mà mình đi trên cái chiếc xe của cái thân, cái tâm này, mà mình biết mình là ai nhiều hơn là thân tâm này, thì khi mình xuống xe mình không sợ nha. Bởi vì mình biết mình nhiều hơn là cái thân tâm, thì cái thân tâm nó chết là cái chuyện cái thân tâm. Còn nếu mình không biết mình là ai ấy, thì cái thân nó chết, cái chết. Mình không biết mình là ai cho mình sợ. Mình sợ mình biến mất, mình sợ hư vô. Cho nên cái cách anh ngồi là cái ghế giàu có, ở cái nhà giàu có, ở cái thân giàu có, hay là ngược lại, nó không quan trọng. Quan trọng là anh biết cái con người chân thật của anh hay chưa. Bởi vì nếu anh biết á, thì khi cái thân, cái tâm này á, dù nó nghèo hay nó giàu, nó đẹp hay nó xấu, mình làm cái rầm, anh không có sợ. Bởi vì anh sợ khi nào? Khi anh không biết gì khác ngoài chính cái thân, cái thọ, cái tâm này. Cái mà giống như cái thân mới sinh ra đổ hỏng về lớn, ăn thời gian nó bay lớn, rồi vài bữa nó thành hạt bụi, vì nó bay bất kỳ lúc nào, nó không báo trước. Vậy nó mất đi cái thứ mà xưa nay anh giữ gìn, anh sợ là đúng rồi.
Rồi cái cảm thọ nó cũng vô thường sinh diệt, cái trong từng cái phút chốc làm sao mà anh nắm được, nó sẽ tuột khỏi tay. Rồi cái suy nghĩ của mình mỗi ngày, mỗi phút giây, mỗi khắc liên tục, làm sao mình nắm giữ được những cái thứ đó. Vậy khi cái thân nào nó bay cái vèo, ông sợ mới lạ nếu mình không biết mình là ai. Đó. Rồi một cái hạng người thứ ba nữa là họ tin là có kiếp sau, có nhân có quả. Anh tin chơi chơi vậy thôi, chứ mà kiếp này anh đang có cái thân, cái thọ, cái tâm này, nếu anh không chân thật tha thiết để tìm con người của anh là ai sau cái thân, cái thọ, cái tâm đó, thì có kiếp sau nó có giá trị gì? Hiểu chỗ này không? Ừ. Tức là họ cứ nói à, có kiếp sau, có luân hồi, có sanh tử, nhưng mà họ tin theo kiểu rằng có kiếp sau để trừng phạt những gì họ làm kiếp này xấu tệ, có kiếp sau để như là phần thưởng cho những gì kiếp này họ làm là tốt đẹp. Người không tin vào kiếp sau á, không có nghĩa là những cái hành động của kiếp này họ làm thì họ sẽ quyệt luôn cái nợ là kết quả của hành động đó đã gieo vào kiếp sau. Anh tin hay không tin là chuyện của anh, nhưng nhân quả nó vận hành là vũ trụ này sẽ cho anh biết. Nhưng mà thầy ơi, tôi nghĩ là kiếp sau nếu có chăng nữa thì đó là một con người khác, đâu phải là tôi đâu, cho nên đó không phải là con người cũ để chịu những cái nhân này. Lý luận có lý không? Có lý. Được thôi, cứ cho anh đúng, nhưng mà vui lòng nếu kiếp sau anh đau khổ vì cái nhân xấu anh tạo thì anh đừng có than vãn, đơn thuần vậy thôi. Giống như kiếp này anh đang có cái thân và cái tâm này, cuộc sống của anh này, anh nói là không có kiếp sau, nhưng mà người ta quạt vô mặt anh có buồn không? Ta khen anh có hạnh phúc theo kiểu khen chê được mất hơn thua vui buồn đó không? Nếu mà anh nói không có kiếp sau mà kiếp này mà sao mọi thứ có vẻ có hết trơn vậy? Anh nói không có kiếp sau thì kiếp này anh cũng thấy nó không luôn, bởi vì cái thân này nó lớn lên rồi nó già rồi nó biến mất, rồi cảm thọ nó sinh rồi nó diệt, rồi mới suy nghĩ của anh, rồi cuối cùng anh đến đây tay trắng rồi anh về xương khô thì nó cũng không chứ. Anh thấy không có kiếp sau mà kiếp này nó đang có cũng như không, nó sao anh thấy vậy? Vậy anh tự mâu thuẫn anh. Cho nên người mà nói kiếp sau không á, họ nói chơi chơi vậy thôi, chứ thực ra bản thân họ đang quá mê mờ với cái tham dục, và họ ngụy biện để họ hưởng thụ cái tham dục đó một cách tối đa qua cái thân thọ tâm này, và họ không muốn chịu trách nhiệm cho cái tham dục đó của họ. Họ nhắm mắt lại để mà họ hưởng thụ cho đã, xong rồi họ nghĩ chết là hết và cứ hưởng thụ tối đa, chứ không là nó uổng một kiếp người. Ý của họ là vậy. Nhưng mà ngược lại với một con người là tin có kiếp sau, nhưng mà kiếp này anh không biết anh là ai thì kiếp sau nó có cũng bằng không. Nếu như mà anh kiếp này mà anh không cố gắng, anh không tha thiết, anh không chân thật tìm ra, anh không có mối quan tâm anh tìm ra anh là ai, ngoài cái thân, cái thọ, cái tâm này anh còn là ai nữa hay không? Nếu như mà anh đặt cái câu hỏi, ngoài cái thân vô thường, cảm xúc cứ đến đi, cái tâm cứ sinh diệt này, thì ta là ai? Nhưng mà anh không biết anh là ai á, thì có kiếp sau á, thì anh sẽ là một chư thiên hưởng phước anh tạo, hoặc anh sẽ là một chúng sinh đọa lạc với ba đường thấp, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Làm chư thiên tức là một cái bong bóng đẹp, bong bóng nước đẹp, con sóng đẹp, hoặc làm với những cõi thấp là một cái con sóng hay một bong bóng xấu tệ. Nhưng mà bong bóng nó không biết nó bản chất là nước, thì cuối cùng nó cũng chỉ là bong bóng giống nhau, và nó vỡ cái tan, và nó đi vào vĩnh viễn như chưa bao giờ từng có trên đời này. Như vậy là anh không tin nó kiếp sau, hay là anh tin nó kiếp sau mà anh không chịu biết con người anh là ai, thì hai niềm tin đó không có giá trị gì bao nhiêu, nó giống nhau về bản chất. Như vậy có kiếp sau ở đây để làm chi, nếu như anh không biết con người của anh là ai? Kiếp sau ở đây là để cho anh tìm ra con người chân thật của anh lại. Nếu như kiếp này anh đi tìm qua danh lợi và tình, vậy đó, mình muốn biết mình là ai à, thì mình lắng nghe người ta nói ai là mình qua cái đồng hồ mình đéo, kính mình có, mái tóc mình có, bộ đồ mình mặc, cái nhà mình có, người mình thương hả, à, coi tôi này, coi tôi này, coi tôi qua những thứ tôi có, thì mình đi tìm mình chứ gì nữa. Nhưng nếu mà mình tìm mình sai lầm qua những thứ bên ngoài kia, thì vũ trụ sẽ vận hành cho mình tái sinh một kiếp nữa để mình tiếp tục tìm đến độ mình đau khổ hết chịu nổi, mình mới phản quang tự kỷ quay về và khám phá con đường này qua tu tập thiền định giới định tuệ. Còn nếu như mà mình đã ở kiếp này tìm thấy con người chân thật ít nhiều của mình rồi, thì kiếp sau đó mình sẽ tiếp tục đi con đường đó và làm rõ hơn, sáng hơn, sâu hơn con người chân thật bên trong mình, tức là cái bản lai diện mục, tức là cái tự tánh xưa nay, tức là cái tâm chân thật của mình ngoài cái thân thọ tâm đó. Cái mà trong kinh Satipatthana tứ niệm xứ Phật dạy là đi đứng biết, tức là quán thân trên thần,
cảm thọ vui buồn khó chịu với chịu biết quán thọ trên thọ, cái tâm suy nghĩ hay không suy nghĩ biết quán tâm trên tâm. Tức là cái biết đó là con người chân thật của anh, chính là đại dương sau những con sóng, chính là căn phòng sau những thứ được chứa đựng, chính là bầu trời sau những làn mây kê. Nếu mình phát hiện cái con người chân thật của mình nhiều hơn là suy nghĩ, là cái nơi mà để ở đó những suy nghĩ đến và đi. Nếu mình biết mình là con người đó thì tiếp sau có cũng bằng không. Rồi nếu như mà mình chưa biết một cách hoàn toàn thì kiếp sau có là để cho mình làm lớn lên cái biết này đến lúc vẹn toàn và trọn vẹn. Một kiếp người của mình nó ngắn ngủi, mình hỏi ngày mai có hay không chi bằng mình hỏi ngay đây, trong cái thân này nó có cái gì nhiều hơn hay không cái thân, cái thọ và cái tâm ấy. Nếu như nó có thì mình coi thử trong lòng mình có tham, có sân và có tạo ra đau khổ hạnh phúc từ cái tham sân đó hay không, và làm sao để chuyển hóa nó. Nếu mình chưa giải quyết được cái tham, cái sân, cái mê mờ trong người mình thì cả thế gian này nó được làm từ những cái chất liệu tham sân, những cái cỏ rác tham sân đó, thì mình hỏi có hay không ở bên ngoài kia là một câu hỏi đáng thương, bởi vì rõ ràng mình biết nó có ở trong lòng. Yes. Nên một người tu, dù là không tu chăng nữa, hay là muốn một, thì anh cũng phải muốn một đời hạnh phúc thôi. Anh muốn sống hạnh phúc, anh đến đây là anh muốn giống như một đóa hoa, anh dâng cái vẻ đẹp cho đời, anh đâu có muốn giống như một đống rác để người ta nguyền rủa. Và thì bản chất nào chăng nữa thì anh cũng muốn anh hiền hòa nhất, tươi mới nhất, xinh đẹp nhất. Như vậy bằng cách nào? Không thể bằng cách lấy cái thân, cái thọ, cái tâm là cái thứ giả dối duyên hợp vô thường này mà đi tạo ra cái hạnh phúc chân thật được. Mình phải phát hiện con người chân thật của mình ở phía sau ba cái thứ đó. Đó là cái mẫu chuyện mà chúng ta có thể rút ra cái ý nghĩa là để áp dụng cho đời sống tu hành của mình. Hay, thì gửi đến cô, gửi đến chư vị thiền hữu, rất thương, xa thuộc.